chào cả nhà, lại là em đây. Em xin tự giới thiệu, em là Hạnh Nhân Minh của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ đem tới cho cả nhà mình một ba bộ dao ba món nhá. Những cái bộ này thì đều là những cái kiểu dáng mà mới lạ của nhà em nha các chị nha. Em có cả phiên bản cán tra và cái cán ốp nhá. Em sẽ giới thiệu bản cán ốp trước nha các bác nhá. Đầu tiên thì sẽ là một em dao thái lọc này. Cái này thì sẽ là cán ốp nha các bác nha. Đây, cái này thì sẽ là cán ốp cầm chỉ và chốt lại bằng ba đinh đồng chắc chắn. Cái cán ốp này nó có một đặc điểm hay là cái phần chuôi dao này nó sẽ chạy hết đây. Đấy, nó sẽ chạy hết đến đây và ốp lại bằng hai cái mảnh gỗ chắc chắn và chốt ba đinh đồng chắc chắn. Cái này mã là GT04 ạ. GT04 em này có giá là 259.000 nhá. Bao ship ạ, 259.000 bao ship một em dao nhỏ nhỏ. Cái này thì mình có thể là mình dùng để cọt hoa quả cũng được, bản nó khá là nhỏ hoặc là thái này, lọc nhẹ được nhá. GT04 có giá là 259.000. Tiếp theo thì sẽ là một cây dao thái lọc đầu bếp nha. Em này mã là GBC này. Đấy, cái này thì bên em hay gọi là dao thái lọc đầu bếp, tại vì là cái món này thì các đầu bếp của bên em hay dùng. Trước đây thì có một anh đầu bếp, anh ấy đặt cái dáng này, thế là về sau bên em cũng có cho sản xuất nhiều và thấy bán khá là tốt. Đấy, bản này thì mình có thể sử dụng để thái được này, rất là đưa tay thôi nhé các bác nhé. Dày 1,5 đấy. Và cái bản rộng thì nó sẽ khoảng 6cm nhá, hơn 6cm một chút xíu. Và cái phần này nó sẽ cụp dần về phía đuôi này. Đấy, mình dùng để lọc rất là ok la luôn, thái cực kỳ bay dao nhé chị nhá. Mã sản phẩm là GBC cán ốp gỗ cẩm chỉ. Đây ạ. Nó bị áo nét mất rồi. GBC có giá là 259.000 nhá. Mọi người bây giờ thì đang mưa to lắm nên là em đang cố gắng nói to hết sức, không biết là các anh chị có nghe rõ không. Em đang cố gắng nói to hết sức rồi đấy ạ. Mã sản phẩm là GBC có giá là 279.000 ạ. Tiếp theo thì sẽ là một cái món dao chặt gà. Mã sản phẩm là G05OCD. Đấy, cái này thì mình sẽ chuyên sử dụng để chặt gà vịt này. Mình có thể sử dụng để chặt sườn nhỏ nhá, cũng là cán ốp luôn ạ. Đấy, chốt lại bằng 3 đinh đồng chắc chắn. Đấy, cực kỳ bền luôn nha các bác nha. Cái này thì dày 3 ly và cái bản rộng đây khoảng 8cm, lưỡi dài 23cm nhá. Có một đục lỗ ở trên thân dao này. Đấy, khi mà các bác sử dụng xong mình có thể treo lên rất là tiện lợi luôn nha. G05OCD ạ, mã sản phẩm là G05OCD có giá là 329.000. Cả cái bộ này ngày hôm nay thì có giá là 867.000 giá niêm yết, và anh chị mình mua theo combo thì sẽ được giảm còn là 780.000 nhá. 780.000 bộ dao cán ốp nha các anh chị nha. Bộ dao cán ốp thì sẽ có giá là 780.000 nha các bác nhá. 780.000 bộ dao chặt thái lọc cán ốp ba món ạ. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ dao cán mun thâu đồng đỏ nhá. Cái trong đó thì có một cái sản phẩm dao chặt gà mới của nhà em này. Đấy, mẫu này thì hình như là em chưa có lên clip nhiều đâu. Đấy, bản chặt gà này dùng rất là thích luôn nha các chị nha. Và cái thiết kế đặc biệt ở đây thì nó sẽ là ở cái phần cán dao này. Đấy, cán dao này thì nó sẽ được thiết kế kiểu cán xoắn á, nên là các anh chị cầm thao tác nó rất là chắc tay và ôm tay luôn nhá. Thiết kế cán xoắn ở đây. Đấy, và có một cái lỗ, cái dây ở đây này. Đấy, mình treo lên như vậy cũng rất là tiện, hoặc là mình có thể là treo bằng cái phần lỗ này rất là ok la. Cái này thì nó sẽ nặng hơn 500g một chút, và cái chiều dài lưỡi là khoảng là 20cm nhá. 20cm này, bản rộng ở đây sẽ khoảng 8cm nhá bác nhá. Đấy, sử dụng để chặt gà vịt này, chặt được sườn nhỏ nhá. Mã sản phẩm là CG04T, em này có giá là 399.000. 399.000 mã sản phẩm là G04T đánh hoa văn một mặt. Phía mặt còn lại là mặt trơn nhá anh chị nha. Đó, G04T ạ. Có giá là 399.000. Cán xoắn nhá, riêng cái cán này nhà em cũng có bán lẻ là 120.000 một cán. Đó. 399.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới cho cả nhà mình một em dao thái nha.
Cái này là dao thái bản vuông truyền thống này, mã sản phẩm là G03TMDD. G03TMDD hôm nay em có sale cái món này khá là sale cho anh chị mình, 329.000 còn 299.000 và miễn phí ship nhá. Đấy, cái lưỡi đây này cực kỳ mỏng với nhanh chị nha, như cái em đang cầm trên tay thì nó chỉ khoảng 1 ly thôi. Thấy rất là mỏng luôn nhá. Đây là đánh hoa văn nồi này, có thể thấy là nó mỏng tới cái mức độ là cái phần hoa văn này nó còn mờ mờ sang phía mặt bên này cơ các bác ạ. Đó. Đấy. Các sản phẩm thì đều được đánh rất dòng chữ này, Hatex Gia Phúc Sen đây và có tem chống hàng giả đây. Cây này hôm nay thì được giảm còn 299.000, mã sản phẩm là G03TMDD. Cán mun, khâu rồng đỏ, đánh hoa văn vào mặt, thái cực kỳ thích, thái rau, thái thịt, thái củ quả nha các anh chị nha. Tiếp theo thì sẽ là một em dao lọc nha, có chặt, có thái rồi thì có lọc này, mã sản phẩm là G17TMDD. Đấy. Cây này thì mình có thể là sử dụng vừa thái được này, vừa lọc được này. Sống dao dày khoảng 1,5 ly nhá. Và cái chiều dài lưỡi khoảng 21 cm này. Đấy, anh chị cần đây. Của cái đường nước tôi nó cực kỳ nét. Và tất cả các sản phẩm thì đều được đập rèn thủ công từ nhíp xe nguyên khối. Nguyên khối không có pha ra bất kỳ một cái tạp chất nào nên là đảm bảo được cái độ sắc bén này. Đấy, cái cộng thêm cái bí quyết nước tôi của người thợ đó nên là tạo được một con dao cực kỳ sắc bén, mình sử dụng về lâu về dài nhá anh chị nha. Đó. Cái này thì 299.000, hôm nay thì em cũng sale cho bác còn 279.000 và miễn phí ship nhá. Mã sản phẩm là G17TMDD. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu một cái bộ dao thép trắng không gỉ nhá. Hai bộ này thì sẽ là vừa rồi cái phía trên cùng là cán ốp này, gỗ cẩm chì, tản trơn. Bộ em vừa giới thiệu xong là cán mun, khâu rồng đỏ, đánh hoa văn một mặt. Tiếp theo thì sẽ là một bộ dao bếp. Bộ này thì sẽ là thép trắng không gỉ nha. Đấy. Đây là một cái cây dao thái phiên kiểu Nhật, phiên bản của hợp tác xã Gia Phúc Sen nhá. Mã sản phẩm là DNK02, cán gỗ mun. Cái cán này nó có một điểm đặc biệt, nó sẽ là cán bát giác nha anh chị nhá. Đấy, cán bát giác, thiết kế từng cái góc cạnh này. Thiết kế từng cái góc cạnh này nên là nó rất là thao tác, mình cầm nắm thì rất là linh hoạt và rất là dễ sử dụng anh chị nha. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có hai khâu bằng đồng nhá. Hai khâu bằng đồng, sống dao dày khoảng 1,5. Đấy, mã sản phẩm này là DNK02. Và em dao này có giá là 350.000 nhá. 350.000 trên sử dụng để thái này. Trên sử dụng để thái này, bổ hoa quả rất là tiện lợi nhá. Kiểu dao thép trắng ấy, mình dùng để bổ hoa quả những cái món cả mình ăn luôn hoặc là thái thịt luộc hay là thịt chín á, thái độ chín á thì nó rất là vệ sinh luôn. DNK02 có giá là 350.000. Tiếp theo thì sẽ là một em dao thép trắng bản to hơn. Đấy. Chất liệu ở cái bộ này thì sẽ là thép trắng không gỉ 440C. Cái này mã sản phẩm là TKM, có giá là 329.000. Hôm nay trên cái video này em sẽ giảm cái này còn 309.000 cho anh chị nhá. Mã sản phẩm là TKM, chuyên sử dụng để thái thịt rau củ quả. Cái bản rộng ở đây khoảng 8 cm nhá anh chị nhá. Lưỡi dày 1,5 này. Đấy, cán mun, khâu inox. Cái bộ này thì cái phần cán nó sẽ hơi lạc nha một chút xíu, nhưng mà cái chức năng của nó thì nó đầy đủ nha các bác nhá. TKM ạ. TKM 309.000. Tiếp theo là một em da chặt gà bản cao cấp thép trắng không gì của nhà em. Cây này thì vừa mới ra lò thì đã được rất là nhiều khách của nhà em săn đón và hầu như là lúc nào cũng cháy hàng. Hôm nay thì em mới có dịp là em lên clip giới thiệu cho các bác cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là CG04. Đấy, cái phần này chuyên sử dụng để chặt gà vịt nhé các bác nhá. Chặt gà vịt này, đục một lỗ trên thân dao, treo lên rất là tiện lợi. Cái cân nặng của nó sẽ hơn 5 lạng một chút xíu, dày 3 ly, thiết kế cán xoắn nên là mình cầm nắm rất là tiện lợi nha các bác nhá. Cây này CG04 có giá là 438.000. Đây là cây dao chặt gà mà hiện tại đang tao gọi là đắt nhất của nhà em, cao, có giá cao nhất của nhà em ạ. Đó. Đấy. Bác nào mà thích bản thép nhíp thì mình chọn sản phẩm này nhá. Sản phẩm này thì cũng là cái dáng dao nó tương tự nhau này. Đấy, nó khác nhau về cái một cái là chất liệu là thép nhíp, một cái là chất liệu là thép trắng không gỉ 440C cao cấp ạ. Đấy. Cái này thì mặt này thì sẽ là mặt hoa văn. Còn bản này là bản trơn thép nhíp nha. Các anh chị chọn mẫu nào cũng được.
Cái này có giá là 438.000 và cả bộ thách trắng không gì ngày hôm nay của em thì có giá là 1.117.000. Và combo cả bộ thì sẽ được giảm còn 988.000 miễn phí ship nhá. Bác nào mình ưng ý sản phẩm nào và mình lựa cái bộ nào cũng ok là đều đầy đủ chức năng cho cậu cho mình. Có thêm nhíp, thép trắng, có bản trơn này, bản hoa văn này. Đó, bộ số 1. Em sẽ nhắc lại một lần nữa cái bộ da ba món ngày hôm nay của nhà em. Bộ đầu tiên có giá là 867.000, giảm còn 780.000 miễn phí ship. Bộ thứ hai có giá là 1.027.000, ưu đãi đặc biệt khi mua cả bộ, giảm còn 880.000. Và cuối cùng là cái bộ thép trắng không gỉ này có giá là 1.177.000, ưu đãi khi mua cả bộ, giảm còn 988.000 nhá. Tất cả đều miễn phí ship cho cả nhà. Nhận hàng các anh chị mình nhớ là mình lưu ý là mình nhớ là mình mở ra xem hàng trước khi thanh toán giúp em. Đúng mẫu này, đủ số lượng này. Và sản phẩm không có cái vấn đề gì, nghĩa là không bị nhéo mó hoặc là không bị sứt, không bị mẻ đâu thì mình nhận và thanh toán tiền cho bưu tá. Tại vì là trước khi gửi đi thì em đã có kiểm tra kỹ càng rồi. Nhưng mà có thể là trong cái quá trình vận chuyển á, thì sản phẩm chẳng may người ta làm rơi, làm bể, làm vỡ, hoặc là thậm chí là có thể có cái tình trạng là bị mắc hàng. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý là mình mở hàng ra xem trước giúp em, đúng mẫu và đủ số lượng thì mình nhận cho em. Còn không thì lại thì nhầm là bên em gửi hàng lỗi cho khách này, bên em gửi thiếu hàng cho khách này. Đó, nên là mình nhớ là mình mở hàng ra thanh toán trước khi thanh toán giúp em nhé. Số điện thoại hotline đặt hàng của bên em là 0987240733. Đây cũng chính là cái số hotline duy nhất của nhà em, 0987240733. Đồng thời cũng là cái số Zalo luôn nha các bác nha. Đấy, mình có thể là liên hệ đặt hàng trực tiếp qua đấy để bên em tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nhanh nhất. Ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm ở trên website hoặc là đặt hàng trên các sàn thương mại của điện tử của nhà em như là Tiki, Lazada, Sendor hoặc là Shopee nhé. Còn bây giờ thì em xin phép là em sẽ dừng cái clip ngày hôm nay tại đây. Cả nhà nhớ theo dõi kênh này, đăng ký kênh này, ấn like này, để chia sẻ cho em nhé. Thì em có thêm nhiều cái động lực để ra nhiều clip để mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm da thích hợp phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình, đảm bảo hàng chuẩn chất lượng của hợp tác xã Gia Phúc Sen ạ. Còn bây giờ thì xin chào.